Sinh nhật em mà anh tặng mỗi cái túi như này á? Vậy bọn mình đi ăn nhá. Anh nhìn người yêu người ta mà xem. Tặng nhà, tặng xe, đưa đi du lịch. Còn anh thì sao? Đưa mỗi đi ăn, tặng mỗi cái túi rẻ bèo như này mà được à? Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi du lịch và mua xe cho em, được chưa? Thật đó. Nể tình anh kiếm tiền cũng vất vả, nên là em đòi cũng không cần nhiều đâu. Chỉ cần một chiếc xe cỡ khoảng tầm 2 tỷ hoặc hơn 2 tỷ một tí là được à. Còn đi du lịch á, đi Dubai, được không? Em à, lương anh có 12 triệu một tháng thôi, làm sao anh mua và đưa em đi những nơi như thế được? Cái gì cơ? Lương tháng của anh 12 triệu một tháng? Thế thì anh xếp vào loại hạ đẳng lắm rồi đấy. Cô nghe ai nói vậy? Trên mạng nói thế. À, mấy cái người trên mạng mà động một tí cái là trước 25 tuổi phải có lương tháng trên 100-200 triệu phải không? Cái loại người mà ăn bắt phở không dám gọi thêm điếu quẩy, thế mà lên trên mạng một cái thì đánh đại gia móm được ngay. Đúng rồi, bởi vì Buffett đâu có mất tiền đâu. Cái loại người đó mà cho hắn cái bàn phím, có lẽ hắn nghĩ cả thế giới trong tay hắn rồi ấy. Còn một loại người nữa, loại người này thực ra họ có một chút tiền, nhưng mà nếu họ không tìm một nơi nào đó để mà họ khoe khoang một tí, họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Gì mà sáng uống cà phê ở Paris, tối ăn bún chả ở Sài Gòn. Eo ơi, tất cả những thành tựu mà họ đạt được đều là sự cố gắng nỗ lực từ bản thân, thật là tuyệt vời. Nhưng họ sẽ không nói cho cô biết tiền đó là tiền của bố mẹ họ cho họ. Có khi họ còn đi vay, đi mượn, đi thuê. Thậm chí cá biệt có những người còn ăn trộm ảnh của bên nước ngoài về để đăng sống ảo ấy thôi. Cũng không phải mỗi trên mạng đâu, bạn bè em cũng nhiều người có tiền mà. Đúng vậy, mở Facebook lên cô sẽ thấy người này đang check-in ở khách sạn cao cấp, người kia đang check-in ở nhà hàng 5 sao. Rồi sao, còn có người cố tình lộ cái đồng hồ đắt tiền hoặc là chiếc nhẫn kim cương được đặt trên một cái vô lăng của chiếc xe đắt tiền cùng cái logo hàng hiệu ý. Họ giàu thì họ khoe thôi, anh ghen tị à? Cô mở TikTok lên ý, cô thấy toàn trai xinh gái đẹp. Cô không thấy họ đi làm mà cô chỉ thấy họ đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Đúng không? Nên cô nghĩ là thế giới này người giàu ngày càng nhiều, nên đâm ra là kiếm tiền tỷ bây giờ nó là cái vấn đề quá đơn giản. Nên cô nghĩ là những cái người thu nhập dưới 20 triệu một tháng, họ không xứng đáng được kết hôn. Chả thế, như thế làm sao mà được? Anh không thấy người giàu đầy ngoài đường đấy à? Người giàu nhiều thật đó, nhưng họ không phải là số đông. Cô có biết thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam là bao tiền một tháng không? Có 8 triệu một tháng thôi, trong đó 10 triệu dân Việt Nam thu nhập dưới 5 triệu một tháng. 70 triệu người chưa có ô tô đi và 80 triệu người vẫn còn đang đi xe máy. Tỷ lệ người giàu chiếm có 8% thôi, còn đâu là người trung bình và người nghèo. Trong đó, cái người mà cô nói búng tay một cái là kiếm 20 triệu một tháng ấy, cả đất nước mình ấy chiếm có 3% thôi. Nên tôi thu nhập 12 triệu một tháng đã được xếp vào dạng thu nhập cao rồi đó. Nhưng mà mức lương thấp nhất của một người ở Hà Nội và Sài Gòn cũng phải là 20 triệu trên một tháng. Nói như cô ấy, nếu tính thu nhập bình quân đầu người giữa cô và Phạm Nhật Vượng có khi cả 100 tỷ một tháng ấy, thu nhập bình quân đầu người không có ý nghĩa gì cả. Anh không thấy họ đi xe sang đầy ngoài đường hay sao? Bởi vì trên đường có cả 100 con xe bình thường, nhưng cô đâu có để ý. Cô chỉ để ý đến những con xe sang đắt tiền lâu lâu mới xuất hiện một lần. Những con xe đó chỉ chiếm có 1% thôi. Còn lại những cái xe dưới 500 triệu mới là những cái xe được ưa chuộng nhất Việt Nam. Tôi không biết, tôi vẫn phải mua xe sang. Lương tháng cô bao nhiêu? 9 triệu. Mông cô to bao nhiêu thì mặc quần size bấy nhiêu. Đi con xe 5 triệu không có gì là mất mặt cả. Chỉ có đánh mặt mình sưng lên rồi giả làm thằng mập, đó mới là mất mặt. Anh thì biết cái gì chứ? Đấy người ta gọi là thể diện. Dù có phải trả góp đi chăng nữa thì cũng phải mua đồ hiệu, mua xe sang. Thể diện? Để rồi sao? Để rồi hàng tháng sống trong lo âu bất an bấn loạn vì đi trả nợ à? Sống trong nơm nớp lo âu như vậy vì thể diện, đấy là cô đi mua đòi. Còn hơn là nông dân ở trong mắt người khác. So sánh với người khác thì sẽ luôn luôn gặp người giàu có hơn mình. Tôi chỉ so sánh với bản thân tôi mà thôi. Ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua, thế là được rồi. Cuộc sống này sống vì hạnh phúc chứ không phải vì thắng thua. Bye bye.